Hello, xin chào các bạn, mình là William Vlog đây. Và hôm nay mình sẽ review các bạn xem, đó là món chim nướng các bạn. Đây là con chim các bạn. Con chim này mình đặt bẫy dính các bạn. Tại vì trời mưa quá cho nên mình không có quay khúc đi gỡ bẫy cho các bạn xem các bạn. Con này là gọi là con cò ráng các bạn, hay gọi là con cò ma các bạn. Nó hơi ốm các bạn, nhưng mà hôm sau mình thịt chim thiên nhiên sẽ rất là ngon các bạn. Thì hôm rày trời mưa rất là nhiều các bạn, mình đặt bẫy nhưng mà không có quay để các bạn xem nhiều. Đây bạn, phía bên ngoài hiện tại đang mưa các bạn, bão số 5 các bạn. Thôi thì bây giờ mình tiến hành ốp con chim và bắt đầu nướng các bạn xem ngay nha. Bây giờ mình sẽ chặt nó những cái phần bộ phận như cánh ra các bạn, để mình nướng cái bệ này ra cái đùi các bạn. Cái cánh nó ốm nhôm ốm nhách các bạn ơi. Cánh này nhà nướng mà khô quá chắc không có thịt ăn luôn quá. Mình sẽ lóc cái đùi ra luôn các bạn. Đây là cái đùi của nó các bạn ơi. Cái đùi nó đây. Mình sẽ lắc cái đùi bên đây luôn. Đây là cái đùi thứ hai các bạn. Và đây là phần thịt ức của nó, mình sẽ nướng luôn. Cái phần đầu của nó, cái mỏ nó mình sẽ chặt bỏ các bạn. Cái mỏ ăn không được. Ấy rồi, bắt rồi chưa? Bạn đắt luôn. Bây giờ mình sẽ cho thịt vô cái thố các bạn. Và mình sẽ ốp gia vị vào để mình nướng các bạn. Sẽ ốp miếng phấn bột ngọt vào. Tại con chim này nó có vị tự nhiên, nó rất là thơm các bạn. Mình sẽ ốp vừa phải thôi, không cần ốp nhiều các bạn. Mọi thứ mình cho một ít nhẹ thôi. Một tí nước mắm vào các bạn. Ít bột này. Một chút nước sốt, sốt thịt. Chúng ta sẽ cho tỏi vô thêm các bạn. Sẽ cho tỏi vô băm nha các bạn. Sẽ trộn đều lên các bạn. Mình sẽ để một thời gian để cho nó ngấm thịt nha các bạn. Cho mình bắt đầu mình mới nướng được các bạn ơi. Nếu cái này các bạn, nhà các bạn có mật ong thì các bạn sẽ tưới miếng mật ong vào các bạn. Nó sẽ làm tăng hương vị thêm các bạn. Đó. Đó. Khi ốp thì mình để ở đây một khoảng thời gian các bạn, một chút xíu mình sẽ nướng các bạn. Mình sẽ cho một ít tương ớt vào để cho nó dậy mùi, nó dậy màu luôn các bạn.
Rồi, thích thôi nha. Ok, chúng ta bắt đầu đi trước thang thôi bạn. Wow. Chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình nướng chim ngày hôm nay. Chúng ta nướng chim. Lúc đi hết buồn, lúc về hết sầu. Lúc đi gắt buồn, lúc về chửi thề. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ mày. Ôi thơm quá các bạn ơi. Sóng gió lại vượt qua. Đây, cái đùi đây, cái đùi đây, cái đùi đây. Đây. Đây là cánh nha. Nướng chim, nướng chim. Ây da. Các bạn thấy hấp dẫn không các bạn ơi? Hai cái chân này mình nướng chơi thôi chứ không có thịt đâu. Đây là món cá kèo giải khổng lồ các bạn, con nào cũng nấy. Chà bá lửa không? Đây là cái hệ thống điều hòa lửa các bạn, ghê không? Chắc luôn á. Cháy 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 cháy. Cháy sẽ bị khét. Chúng ta phải bấm thường xuyên các bạn, chúng ta phải trở thường xuyên. Tại thịt con chim nó dễ chín lắm bạn. Nó sẽ lật cái phần ức lên này, nó bắt đầu có màu vàng các bạn. Thấy không? Đúng rồi, bật lát lên cho các bạn thấy rõ. Mình sẽ tắt quạt đi để nó hù hù các bạn, ảnh hưởng đến video các bạn. Lửa cũng đã cháy rồi. Đây. Đây phần quay phần này nè. Ức bắt đầu nó vàng ôm các bạn thấy không? Wow! Tuyệt vời. Món này mà đem cho mấy ông nhậu mà ông gặp một cái là các bạn không còn gì để ăn các bạn. Không ăn cắp chạy đi ngay luôn á. Chim trời là mồi quý hiếm. Đó. Đi món này các bạn sẽ chấm với nước mắm chanh các bạn. Mình sẽ quết nhẹ nước mắm chanh mà chấm pha vừa cay cay chua chua ngọt ngọt các bạn. Mình chấp mình quết mình xé cái đùi ra một cái chết người. Đây các bạn, đây là cái con quỷ ám nó đi theo mình suốt các bạn. Chỗ nào có đồ ăn là chỉ có nó xuất hiện à. Đang chảy nước miếng tỏn tỏn vô đây bạn. Wow. Hấp dẫn quá đi. Bắt đầu có mùi thơm lên các bạn. Ngạt ngào, ngạt ngào, ngào. Cảm giác là đói bụng tới các bạn. Bạn thấy thịt này không? Mình xé ra một cái là tới bài các bạn. Các bạn có ai ăn dép của ông nướng lần nào chưa? Hồi nãy đang bình cái kiểu tóc là kiểu tóc gì? Kiểu tóc đang trường hả? Hai mái, cái mặt đằng thối ra các bạn. Nhìn cái mặt ngu ra liền các bạn. Thịt bây giờ nó kêu xèo 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 các bạn, nó ra mỡ các bạn. Thơm ngật, ngạt ngào luôn. Ôi cái đùi này, coi đã không. Con này ít mỡ, con này ốm mà. Chim thiên nhiên mà, con này cò ma nhưng mà nó mập các bạn. Con này khá là thơm. Mình sẽ quay ức nó xuống các bạn. Mình sẽ nướng thêm lần nữa. Đây là cái gan của nó các bạn. Trái tim của nó đây. Đã. Bây giờ mình sẽ gửi một miếng nước sốt vô đây các bạn.
thêm phần ức nữa này để hồi cho nó thấm như các bạn. Đó. Đây. Chim rất là thơm các bạn ơi. Xin chào các bạn, đây là Ngọc Đời các bạn. Một nhân vật quyền thoại có trong chuyện cổ tích các bạn. Theo phong cách là đó, phong cách. Thấy không? Phong cách Hàn Quốc đó. Đó. Con đã quá các bạn ơi. Kiếm mười mấy ngàn. Kìa. Nha. Mười mấy ngàn à, thiệt. Bằng kính kính cứng. Quá. Bằng nhựa mà nhựa cứng. Để lấy ra cho con. Thịt nó đỏ ao đã ha. Xác là phải sao? Thằng Sang báo cáo là sao? Mấy người kia chưa chứ không biết lấy sao. Rồi các bạn, bây giờ chim đã chín rồi các bạn. Bây giờ bạn Nghĩa sẽ được thưởng cái đùi các bạn. Ngon quá. Cảm giác thế nào bạn? Ngon quá. Thôi. Anh ấy. Anh ấy thưởng thức quá dữ các bạn. Rồi các bạn. Cậu đang ăn thử miếng ơi, cho cảm biết cảm giác ơi. Đi. Ăn thử cái gì đi để chơi để cho biết cái thưởng thức này. Đó là cái cánh đó. Đuôi. Cánh. Cảm giác thế nào? Ngon không? Chuẩn á. Rồi bạn Nghĩa quay mình coi. Ngon mà Nghĩa. Cái thịt nó thơm không? Đây các bạn. Bây giờ mình sẽ xé cái đùi các bạn. Ôi thịt nó thơm. Bây giờ mình sẽ chấm vào nước chấm các bạn. Nó thơm không nội ơi nè. Nước mắm này nước mắm nước ớt chanh các bạn. Tuyệt vời quá. Nó ngọt mà nó thơm cực kỳ. Xé thịt ức các bạn ơi. Ô, ức nó này. Đây, thịt nó nè. Tuyệt vời các bạn ơi. Chín vừa tới các bạn. Rất là ngon. Không quá bị khô nữa các bạn. Đó. Ú. Đó. Phần này là thịt không các bạn. Đây là trái tim với gan của nó hồi nãy các bạn. Thấy không? Đây. Thấy đường vô không? Ngon. Ngọt ha. Ngọt cực kỳ luôn. Thơm mà. Quá là ngon các bạn. Em tính xuống nhà chị nè mà chị nói vậy thôi. Đợi săn miếng cá thử các bạn. Đang ngon. À, bụng bụng kìa. Đi ăn cá thử nha. Nghĩa nó mê ăn chim các bạn, nó không chịu ăn cá các bạn. Đây là miếng cá các bạn. Mình ăn thử miếng cá đi. Giật cái này ra giùm anh nha. Đây. Ngon á.
Con này nó không bủng, con kia nó bị bủng. Có con bủng, con không bủng. Thôi thì mình kết thúc video tại đây các bạn. Các bạn thấy hay hãy đăng ký, share, like, subscribe kênh của mình nha bạn. Rồi, bye bye, gặp lại.